Chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình rủ anh em vô solo cho nó vui. Nói chung là xưởng của mình, tụi mình đang định chơi đó là 6v6, nhưng mà chắc là không đủ người đâu. Thì đa phần thì những cái xưởng của 4 người tụi mình đó, 8 người chứ, là những xưởng mạnh không à. Cho nên là cũng có nhiều anh em mà chắc cũng không có đủ khả năng để vào đâu. Nói chung là tụi mình mời ngẫu nhiên thôi, thì đã ghép ra được đội hình là 4v4 rồi. Nói chung là cỡ nhau rồi đấy, tại vì xưởng của mấy ông này cũng ngang ngửa nhau thôi. Có xưởng của mình thì nó hơi yếu rồi, khả năng là vậy á. Ok, thì mình sẽ làm quay lại clip này solo luôn. Lâu lâu thì anh em vào solo cho nó vui. Nói chung là xưởng của 8 người tụi mình thì gần như là đứng nhất ở trong cái bộ lạc rồi, nên là vào chơi thôi. Không có gì căng thẳng. Ok, thì mình sẽ đánh thật là kỹ nha anh em. Nói chung mình vừa đánh mình vừa phân tích cho anh em, tại vì solo mà, solo thì mình phải thể hiện cái trình độ của mình chứ, đúng không? Ok, đây một leader này, thì mình vừa mới có con Kevry này đấy anh em ạ. Thì ở đâu mà ra thì chắc anh em cũng biết rồi đúng không? Ok, thì mình sẽ không nói nhiều đâu, mình sẽ làm về một cái clip về con này sau. Ok, đấy, thì con leader này nó đã giành được hai cục móc. À không, một cái thôi, còn lại thì anh em tụi mình giành thôi. Đấy, thì hiện tại á, là do là đấu solo cho nên là anh em chơi rất kỹ nha mọi người. Bởi vậy cho nên là cái cột móc giữa này khả năng là rất là khó chiếm nè. Tại vì nếu mà ló cái mặt ra thì khả năng là lên đường luôn đấy, không phải đơn giản đâu, cho nên tụi mình cũng sẽ chia ra. À, rồi xong. Thì để mình đọc map trước cho anh em nắm nha. Trước hết là chắc cũng có một con Angela đấy nhỉ, khả năng là một con Angela, một con Behemoth, Prisma. Lát rồi. Thôi để mình mở lại mạng di động để mình làm cho nó suôn tí. Ok, cái nói đi. Ok, cái nói được rồi đấy. Đó, thì cái sai lầm lớn nhất khi mà anh em ở cái map tàu chở dầu này chính là dùng Prisma nha. Tại vì cái map này á, nếu như anh em định dùng Prisma cho cái map này thì mình khuyên là anh em đừng nha. Tại vì cái map này á, về cơ bản thì nó là một đường thẳng, với lại thì chướng ngại vật của nó gần như là chiếm hết 70% địa hình rồi. Cho nên nếu như anh em xài Prisma thì rất khó có khả năng để mà tấn công được bên đội hình bên kia. Nên bạn này dùng Prisma là sai rồi. Với lại á, thì đây là trận đấu chiếm cứ, cho nên là dùng con Behemoth đó đứng ở nhà thì nó sẽ không hỗ trợ được cho đồng đội. Đấy, mấy thanh niên này bắn khá là đau ấy nhỉ. Hai người của mình nằm xuống rồi. Ok đấy, cũng ông kia tự hủy à, đang solo mà ông tự hủy à. Ok, thì mình đã nhận thấy là có một cái sơ hở rồi, cho nên mình sẽ di chuyển ra đây, mình chiếm cái cột móc này. Tại vì trong lúc đó là ông King á cũng đang ôm rồi, ông đang ôm cái đồng đội kia để cho đó. Thì mình nhận thấy khoảng trống của ông King tạo ra, cho nên mình đã giành cái cột móc này rồi. Đó, thì bây giờ bên kia mới bắt đầu phát giác ra và dồn quả lực vào mình. Thì lúc đó muộn rồi, mình đã giành được cái cột móc kia. Sau khi mình giành được á, mình sẽ sử dụng ti full xuống để mình canh cái cột móc đó. Trung tầm của mình là tầm 600m, cho nên mình sẽ lợi dụng cái chướng ngại vật này để mà mình canh cột móc, kiểu như là ai mà bước ra thì mình sẽ bắn. Tại vì full xa là súng choáng chân, cho nên là đó, thì cái lối chơi của mình thì chắc 4 người bên đội bên kia cũng khá là rõ rồi, nên là chắc cũng khá là e ngại, không có dám bước lên nhiều. Nói chung là cỡ đó thôi, chứ cũng không phải là thanh niên này gan á nha, tới gần thế. Rồi xong, chắc là bạn lên đường đấy. Không sao, từ thôi. Đó, giờ theo mình thấy một con Typhoon thiên vàng, thì đây chính là con Typhoon của tiếng VIP nha nè. 4 hazard bắn khá là rác, nhưng mà so về cái kỹ năng á thì bạn này cũng còn phải học hỏi nhiều thêm đây. Đó, ok chưa? Đó, bắt đầu lưu lại rồi à. Đấy, thì anh em chỉ nên sử dụng Typhoon lao ra bắn khi mà anh em có khiên vàng nha. Tại vì nếu không có khiên vàng thì nó rất là giấy. Cho nên là mình đợi lúc mà mình có khiên vàng á, thì mình sẽ lao ra mình bắn lại cái ông Typhoon với nó, thì lúc đó mình sẽ lời máu hơn. Đấy, ok chưa? Đấy, xong. Đó, thì cái này là ghép đội hoàn toàn ngẫu nhiên nha, cho nên là kỹ năng thì chỉ có
từng người tự phát giác ra, rồi từng người tự rút kinh nghiệm sau trận chiến của mình rồi đem vào solo thôi, chứ mình không có bàn chiến thuật trước cho anh em này nghe đâu nha. Chung là vậy, chỉ hoàn toàn dựa vào kỹ năng với lại cái xưởng robot của anh em thôi, mình không có bàn luận chiến thuật trước để quay video đâu nha. Ok, đấy thì cái cột mốc này mới vừa bị giành á, nhưng mà không sao, đã giành lại được rồi đấy. Ây da, thì hiện tại cái khiên của mình nó khá là trâu rồi, cho nên là mình cũng có thể khả năng gọi là tự tin nhưng mà solo lại với mấy thằng này được. Ok, bình tĩnh bạn ơi. Ây da, đào đấy. Từ thôi. Đúng rồi. Rồi ông kia dắt lên đường rồi quá. Đó, mình phải lợi dụng địa hình để mình ló hai khẩu vu sa ra để mình rỉa từ từ. Nói chung là cái cục móc này thì đội hình bên kia muốn giành cũng không phải đơn giản đâu, khá là khó đấy. Đừng đùa. Ok, đúng rồi, choáng này. Dạ, né. Mình sắp đầy tàu rồi nha, khả năng là mình sẽ nạp tàu để mình. À, một thanh niên tới gần rồi. Ai đây? Typhoon Hazard đúng không? Ok, thì bạn tới tầm này là bạn hơi bị sai lầm rồi đấy. Tại vì đồng đội của mình nó bắt đầu đang ở dưới tầng hầm đấy. Đúng rồi, ông King với con Ravana đang ở dưới tầng hầm đấy bạn ạ. Ở thì theo như mình nghĩ là theo kinh nghiệm thì chắc là ông King này ông đang canh ở dưới tầng hầm đây mà. Còn mình thì bắn tỉa ở trên, sẽ không để cho đội hình bên kia nó giành cột mốc. Đó, thì đây là một cái chiến thuật cũng rất là hay. Nói chung là cả trên cả dưới phối hợp đồng đều là ok. Đấy, bồi thì cũng tàu vậy, bây giờ thì phải núp thôi. Đúng rồi anh em ạ. Đấy, đó thì con Ravana của ông King này hiện tại cũng khá là ghê gớm nha này, tương đối gọi là ghê gớm á. Tại vì tài lái của ông này cũng không phải là dạng thường đâu. Với lại thì kỹ năng lạng lách đánh dẫn thì mình cũng đã trực tiếp trải nghiệm rồi, cho nên mình... À, một thanh niên chiến cục móc à. Thôi bình tĩnh bạn ơi. À, một con Kevry xài spear. Nhưng mà không sao, cuối cùng cũng phải né thôi. Tại vì quả lực của team mình nó khá là mạnh ở phía trên rồi. Còn ông King này ông đang ở dưới đấy. Đang ở dưới đây ông phá đội hình kia đấy. Rồi, đó thì tụi mình sẽ chuyển đổi trên xuống để phù hợp với cái địa hình này. Kiểu như vậy, tóm lại là cái mục tiêu thắng của trận đấu này là phải chiếm cứ thôi. Còn nếu như chơi tử chiến thì nhiều khả năng là chơi không lại team bên kia đâu. Thì team bên kia nó khá là mạnh đấy. Đó, thì con Behemoth Sigma khả năng là nó không còn tác dụng nữa, cho nên ông kia ông đã hủy rồi sao á. Nãy giờ mình không thấy nó bắn nữa. Đó, thì sai lầm đó là khi gọi Behemoth xuống mà ở cái map tàu chở dầu nha, nó khá là tù, bắn không có được gì đâu, nó trở vậy thôi đó. Muromet à, không sao bạn, bình tĩnh để tôi kể bạn từ từ. Đó thì cũng có nhiều thanh niên rất là thèm để ăn mấy gột mốc này đấy anh em, nhưng mà khả năng khó ăn lắm. Tại vì ông King bây giờ cũng còn 1/3 cái máu thôi, nhưng mà khả năng thủ cũng khá là cao đấy, cũng còn không giòn đâu, cũng là miếng thịt khó là cắn đó, khá là khó cắn đấy chứ không phải đơn giản. Như một đồng đội của mình nó mới vừa ngã xuống phải không? Ra không sao, cột mốc vẫn còn ở đó mà, để tôi canh cho anh em cứ yên tâm. Nhào vô đó, thanh mấy thanh niên này hết máu rồi. À, đứng ở đâu gần đó, rồi con Ravana dí tới luôn rồi, lợi hại lắm mà. Bắn đi bắn thằng đó luôn đi hả. Bạn không bắn chết được nó à? Ok, chết rồi đấy. Bây giờ thì bắt đầu dí cái thằng này. Đây, bây giờ núp ở đâu đây? Hả bạn? Rồi, bị bọc hậu luôn à. Đấy, rồi, khả năng là win trận này rồi. Tại vì cột mốc nó đang bị giảm thời gian rồi. Cái khúc gần cuối thì nó sẽ giảm thời gian rất là nhanh. Tại vì thời gian trò chơi nó không có cho phép nhiều. Ok, còn 2 phút thì khả năng là win trận này rồi đấy. Thì phải áp dụng vào kỹ năng để chơi với mấy thanh niên thôi. Đấy, con xe đáp đó bây giờ bắt đầu liều mạng để mà nó giành cái cột mốc đó đây nè. Nhưng mà không sao, mình đã có phương án rồi, tức là khi nó rớt xuống đất thì nó sẽ lên đường thôi. Đấy, đúng rồi, làm sao mà sống khỏi cái pha này được đúng không? Đấy, con Luchador này định nhảy đâu đó nha. Không sao, quả lực của team mình nó khá là mạnh đấy. Mấy bạn này đang tính gỡ cái này mà. Rồi xong, đầy cái module NA rồi, thì bây giờ mình mới bắt đầu tấn công đây, bắt đầu dồn quả lực vào đây.
đó, nhắm nhắm mình bắn là sai lầm rồi đó bạn ơi, khiên của mình khá là trâu đấy, bạn bắn tới chiều luôn bạn ơi. Rồi tạm biệt bạn nha, hết bằng đạn này bạn đi rồi, bạn đi rồi đó, thì bạn win rồi đấy, nhưng mà mình sẽ không, mình muốn chiến thắng triệt để cho nên mình sẽ đó. Bây giờ thì có khoảng thở rồi đúng không, không còn ai thủ nữa đúng không, mình sẽ lao lên, mình sẽ dùng skill để tăng tốc độ lên và giành cái con bóc này. À định định ăn mình nè, không dễ đâu bạn ơi, khiên của mình khá là trâu đấy. À đồng đội hỗ trợ tôi đi bạn ơi, đúng rồi bắn mù nó đi đó, nó đang định lên để nó ăn mình đấy anh em, nhưng mà không sao, bật skill chạy về thôi chứ sợ gì đâu đúng không. Rồi bây giờ thì không ai ra giành cột thì chắc chắn là team bạn sẽ thua rồi đấy. Ồ định nhảy lên giành cột à, thôi không kịp đâu bạn ơi, trễ rồi, muộn rồi, thời gian đã hết, tạm biệt nha. Ok đã xong, ai dạ ông đá đồ bài xà thế nhỉ. Rồi trận đầu tiên win 4-4, nói chung là mình cũng không có áp dụng gì nhiều, là chủ yếu là mình xem với lại áp dụng vào cái kinh nghiệm đó giờ mình chiến đấu thôi, tức là đấu solo thì mình sẽ chơi rất là kỹ nha, chứ mình sẽ không càng quét như là bên kia đâu. Đây thì trận 2, tiếp tục với trận 2 nha. Thì đây chính là một trong những cái map mình thuộc địa hình nhất trong trò chơi này, chính là cái map khu công nghiệp đấy. Đây là một cái map mà mình cũng khá là thích đó anh em ạ, tại vì mình chơi cái map này gần như là khá là nhiều đấy, nhiều lắm, chung là những cái ngóc ngách trong này thì mình gần như đã thuộc hết rồi, tức là mình có thể gọi là parkour ở cái map này được nếu như mình sử dụng Raven hay là mấy con robot nhảy á, kiểu vậy. À mới vô bạn bài à, thấy đó, chơi cái map này á thì anh em đừng có sai lầm khi mà chọn Sigma nha, nhiều khả năng mình nghĩ là sẽ có thanh niên chọn Sigma trong cái trận này, tại vì á nếu như mà anh em nghĩ là leo lên được cái chỗ cao, chỗ trống trải đó để dùng Sigma để bắn xuống thì anh em sai lầm rồi nha, tại vì cái map này á cái địa hình của nó không phù hợp với Sigma, tại vì anh em leo lên trảnh thì sẽ không có chỗ núp, còn ở dưới này á thì rất là nhiều chỗ núp cho đối thủ anh em lựa chọn, thì leo lên trảnh kiểu giống như là anh em đứng trên chỗ cao để cho tụi nó bắn vậy đó, còn đúng rồi anh em đứng ở trên đó thì sẽ bị bắn, còn ở dưới thì anh em bắn nó sẽ không trúng, kiểu như vậy á. Tức là ở phần này mình có thể tạm gọi là điểm mù của Sigma đấy, anh niên kia bay lên trảnh ấy, nhưng mà sai lầm của bạn ấy là đang định solo tay đôi với mình đúng không, nhưng mà bạn đã sai lầm khi mà bạn đứng ở trên chỗ đó, tại vì bạn không có chướng ngại vật nào hỗ trợ, còn mình thì có đấy đúng không, với lại máu của bạn nó gần hết rồi, cộng thêm đấy, đây là chỗ mà điểm mù, mình gọi là cái điểm mù của cái map, của cái địa hình trên cao đấy, thấy nha. À con Scorpion lợi hại đấy, được đó, mình nhận thấy là con Azula này. À rồi Behemoth Sigma đúng không, ok đợi tí rồi mình xử bạn sao, bây giờ thì mình phải đi giành lại cái cột này cái đó đó, thì mình sẽ lợi dụng cái địa hình này để mình di chuyển thì sẽ không bị con Behemoth đó rọi trúng đó, mình sẽ di chuyển đấy đúng không, cái điểm mù của con Behemoth ở trên cái địa hình cao đó chính là mấy cái map như thế này, mình sẽ di chuyển làm sao mà cho nó không bắn trúng mình được đấy đúng không, đó nó trúng vẫn trúng nhưng mà đối với con Fenrir này thì khá là trâu rồi, không sao đâu. Hay da à, mình đang định giết con Angela này anh em ạ, thì mình có thể chịu sát thương được, nhưng mà một sai lầm đó là lúc nãy mình bị con Scorpion giết, và lần này mình đã quên mất sự xuất hiện của nó rồi cho nên lại bị nó giết, không sao thì thua hai con boss rồi, mình sẽ bắt đầu đi áp chế con Behemoth này không cho nó gây sát thương nữa. Đây thì áp chế như thế nào nha, thì anh em có thể tham khảo cái cách của mình, đầu tiên thì mình phải hạ cái thằng này trước để tạo cái đường đi, tức là nó phải dặn cái cột móc này đúng không, không sao mình xử lý nó trước, nó bắn khá là đau đấy anh em ạ, không phải đơn giản đâu, con một con Angela cầm tên lửa đấy, bắn khá là đau đấy, khá là rác, nhưng mà không sao đâu, khả năng là mình sẽ solo tay đôi được với nó, nó bắt buộc nó phải né thôi bây giờ thì. À rồi rồi xong, hết mù thì bạn lên đường nha, bạn không nói nhiều với mình được nữa đâu, chuẩn bị tinh thần chưa bạn ơi, đấy chưa kịp giành cục móc, hên quá anh em, ngon ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắt đầu áp chế con Behemoth rồi nha, khoan đã để coi đối thủ của mình là, à Typhoon Hazard à,
nhào vô bạn, nhào vô đó. Thì cách áp chế con mi mết ở trên cái địa hình cao đó thì cũng đơn giản thôi, mình sẽ di chuyển tới cái điểm gọi là điểm mù nha. Đó thì nó đang đứng ở trên cao, nó không có chướng ngại vật đi núp, mình sẽ bắt đầu đẩy, mình dồn đam vào và mình núp vào, tức là mình ló mặt ra mình bắn xong rồi mình lại núp vào. Cộng thêm vu sa có hiệu ứng chón chân cho nên rất là khó chịu với nó đó. Bây giờ thì nó bắt đầu tìm cái vị trí nào an toàn hơn để mà nó rỉa xuống đó, thấy không em, thấy không, Ritma nó rội không bao giờ tới với con robot ở dưới này. Đây chính là cái điểm mù cực kỳ quan trọng nên có thể lợi dụng địa hình này. Cộng thêm súng của mình sát thương là 600m thì con behemoth này khả năng rất là khó chịu rồi, nó sẽ không thể di chuyển được khỏi cái địa hình này, tại vì nếu mà nó đi khỏi đây thì rất là trống trải để cho mình tụi mình bắn nó. Bây giờ thì nó phải núp vào thôi, nó làm sao nó ló cái mặt ra được không. Cộng thêm một thanh niên đang định leo lên trên này. Ok, mình sẽ đi thăm bên này một tí để coi anh em bên này ổn định được hay không. Ok, chắc là ổn rồi đấy. Được ha, à, thanh niên à, cài du à, nhào vô bạn. Murumet mù đó. Rồi bây giờ mình nghĩ là thời cơ đã tới rồi, tức là đã có một người đồng đội bắt đầu lên cao để thu hút hỏa lực rồi, thì mình sẽ bắt đầu đứng từ xa rẽ đấy. Bây giờ tuột máu rồi đúng không, bây giờ ló cái mặt ra là ăn đạn này. Ơi bạn ơi, cố thêm tí nữa đi, tôi sắp giết được thằng đó rồi. Ơ à, bạn không ổn rồi, không ổn rồi. À bắt đầu dí mình rồi anh em. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu parkour khỏi cái vị trí này thôi. Con tỷ phu nó tốc độ chạy khá là cao đấy, nhưng mà không sao đâu, bạn đuổi không kịp mình đâu. Đây chính là cái địa hình mà mình quen tay nhất đấy. Rồi bây giờ thì chắc là bạn cũng không thoát khỏi cái chết đâu nhỉ. Chón này rồi xong, tạm biệt nhá. Nó bây giờ con behemoth nó đã bắt đầu leo lên vị trí cao rồi, mình sẽ bắt đầu tấn công nó đấy. Chón chân xong rồi ăn đạn luôn đấy. Ok chưa anh em, bây giờ thì bồi thêm một cái Orion nhờ mặt thanh niên kaiju này. Ơ à, sao mất rồi nhỉ, sao Orion nó nhanh hết thế nhỉ. À không sao, vẫn còn chơi được đó. Mình bắt đầu bồi thêm đạn vào rồi. Bây giờ bốn thanh niên đội bên kia đã bắt đầu bị dồn vào chân tường rồi, tụi mình sẽ bắt đầu tiến công nha. Mình sẽ đợi mua mét rớt xuống đấy. Rồi đó, win đúng rồi. Ok, hai trận đã win đấy. Thì đây chính là cách mà mình chơi solo nha, mình chơi rất là kỹ, thì có gì sai sót anh em cũng góp ý cho mình nha. Rồi thì video của mình tới đây là kết thúc, hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo. Tạm biệt anh em.